Thì cho mọi người uống xong, bây giờ mình uống thử một miếng các bạn à. Cái mùi dứa, biết dứa không? Có. Dứa khóm luôn rồi hả? Dứa khóm là khác. Dứa là cái mùi thôi. Không biết rồi. Đấy, như lá dứa trong chỗ lạnh. Dứa để làm bánh đúng không? Nó sệt 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 sệt. Cảm giác như là mình khó diễn tả lắm mà. Như là cháo vậy. Nó là rất là thơm. Các bạn nên thử một lần trong đời các bạn. Tuyệt vời. Cả nhà, hiện tại bây giờ mình có ở đây là hai loại dừa sáp các bạn. Trái này là trái 200 đặc sản Cầu Kè Trà Vinh đúng không? Là trái này là được quảng cáo là khô đúng không cô? Trái này khô và một trái này là cái này là nó kiểu nó nhão nhão đúng không cô? Nạo gì đó. Là trái này là 120 các bạn à, trái này 200. Và hai cái trái dừa này là trái dừa gì cô? Dừa này dừa éo. À, dừa éo. Éo le, được giải thích là dừa éo loi, éo le các bạn. Và ở đây là có dừa nước luôn không? Dừa nước là ở đâu vậy anh? Bên nhà dì Mười. Nhà dì Mười hả? Nhà dùng của cậu Mười. Ờ, review dừa lá. Cái... dừa lá, đúng rồi. Dưới con có, có một cục đá các bạn, với sữa nè, để chút mình sẽ chuẩn bị review ở ngoài giường luôn. Rất là đẹp luôn. Hết giường. Hết giường đúng rồi. Cái giường các bạn đi, những cái dừa này là hồi chắc dừa xưa đúng không cô? Nó mới cái cao cao đến như vậy đúng, đúng rồi, các bạn, nó này. Cao kinh khủng luôn á. Dừa này là trên 30 năm rồi. Dạ. Thì cô về đây nay là 31 năm, 32 năm rồi. Dạ. Mà dừa đó là dừa nó cũng cao cao rồi. Dạ. Chắc dừa này cũng 40 năm. Bạn coi dừa cao kinh khủng không? Dừa 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 đó. Dạ. Dừa nhỏ ta bỏ lại coi. Phía mày đó là mày lộ các bạn. Có nướng không? Vừa khô mà. Bây giờ đang đợi lấy mấy cái muỗng vô review các bạn. Thằng em mình nó lấy một trái dừa nó chặt thử. Cho nó chặt đi cô. Thử có nướng không? Chặt được không? Bây giờ chặt thử mấy trái dừa khô mà rụng dưới gốc đó các bạn. Duy nhất thôi nha. Lột thử trái dừa khô và đây đúng là xứ dừa luôn. Ủa mình nói là dừa sáp là đặc sản của Trà Vinh chứ đâu phải của Bến Tre phải không cô? Bến Tre mình cũng có mà nó số ít thôi con ơi. Dạ hiện tại đang ở Bến Tre các bạn, nhưng mà nó không có nổi nhiều như ở Trà Vinh. Và... mấy chỗ xuất khác. Dạ. Nó ở đây nó cũng có trồng mà. Dạ. Là ở đây gần đây được con không thấy, dạ. Không biết thôi. Thanh niên lấy đồ nghề kìa các bạn. Nhìn vô đây bắt. Chào mọi người ở đây bắt. Chào mọi người. Đang tạo một cái bàn thủ công các bạn. Cái bàn từ gốc dừa. Cái đồ này nó không. Cô đi đâu vậy cô? Dạ. Đó, chuẩn bị có một cái bàn nha các bạn. Cái bàn này hơi nghiêng nha. Okay. Cuối cùng cái bàn cũng đã xong các bạn à. Nó cân rồi, để lên đi bắt. Đó, 4 cái ca. Rồi, trứng này. Ôi, mà đâu có hư cô. Không hư mà nước dừa lắc nhắc, chứ già nó lạ. Nhưng mà lấy được cái trọng ngọt kìa. Mà ngọt. Ngọt là được vị trăng ăn. Vị trăng ăn nó mới ngọt. Trăng ăn là sao? Ờ, đúng rồi. Trăng ăn là ngọt đúng không? Ngọt là cặp cái nó cũng ngọt nữa. Ngọt hơn rồi, đụm trái dừa khô ở dưới gốc dừa các bạn. Mà vẫn ngon. Ngọt, cái này về khửi nè. Ngọt tan ăn, nó ngọt, nó không béo. Thiệt đúng dừa, bữa nay review đúng dừa luôn á. Trồng tan hết đi, còn ngọt. Không có chăn gì. Người ta đang ăn, người ta gậu mẹ. Bắt. Thôi, chăn ăn thì ngọt mà. Ví dụ như con. Các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình bổ trái dừa 120k trước nha các bạn. Tí xíu trái 200 cho cô bập đập nha. Ừ. Các bạn, bây giờ mình sẽ khui thử. Bập ngay cái gân này nè. Con nước các bạn à. Con bệnh ngay đây. Ngay đây nè, con bệnh lại con đập ngay cái gần nè. Cái gần này đúng không? Ừ, ngay gần nó mới vô kê vô bạch lên. Từ từ. Cái này là có sáp ở trong nè, không phải chỉ nước. Sao nó có lắc nước mà? Nó có nước mà nước lỏng á, nước nó ít. Mày nói này bị chảy ngay, nhiều khi mày nước nó chảy ngay. Chảy không? Chảy vào tay thì không sao đâu. Mình review cho nó chân thật luôn. Ê, ngon lắm. Chắc này phải bổ rồi cô ơi. Các bạn. Lại gần rồi bác.
các bạn chảy nước á, chảy nước hả, chảy sáp hả, trên nó có chảy không chảy có nước mà nè, thấy không, ít thôi ôi nước ngon mà, ngon không, đó, nước ngon nè, con dít đi, đây lấy tay nè, đó dít vô tay đó. Ui ui, thấy không, tao nói mày thấy không, đúng giá các bác ơi. Cái trái này 120 thì sáp nó rất ít các bạn. Đúng rồi. Đa phần là nước thôi. Đúng rồi. Thế là vãi chưởng các bạn ạ. Cũng như nó còn non. Còn non là con biết sao là biết còn non không? Dạ. Con biết sao là cô biết ở rừng ở dừa này biết là còn non không? Cái cơm dừa. Cái màu nó trắng. Dạ. Nè. Cái màu nó trắng. Dạ. Là nó chưa có khô. Các bạn. Còn cái bào này nó đen. Nó già ha. Ừ, nó già. Cái phần nói cũng không có sáp nhiều các bạn, chắc đúng là tiền nào của đấy đó. Cái trái này 120 thì đa phần là phần cơm dừa nhiều các bạn. Còn này là phần nước nè. Bắt uống miếng rồi bác. Anh uống. Em uống đi. Đây, em uống em review cho bạn. Đó, cho Hoàng Anh nó uống đi các bạn. Dừa sáp á không? Dừa sáp đó các bạn. Nó dẻo dẻo quá. Không ngọt bằng cái dừa đấy, chan ăn này. Mọi người nên uống dừa chan ăn nhá. Tầm vậy. Rồi. Không. Cái dừa này ngọt hơn cả cái dừa. Vậy anh uống cái bác. Mà dừa đó ngọt. Không bằng dừa đó nữa. Các bạn uống thử một miếng dừa đó này, dừa này ngon hơn. Cái dừa sáp mà trái 120 các bạn. Đấy, cái này dừa này hiếm hơn này. Ừ. Như là mấy cái hiếm thì ngon hơn. Nó dẻo dẻo. Nó dẻo sệt sệt mà nó không có quá ngọt. Mà các bạn biết nè. Rồi bấm tắt rồi. Rồi các bạn, Hoài Bắc nè, mình Hoài Bắc. Thấy không? Nó kiểu nó dịu dịu, nó có nhiều nhiều. Nó sệt sệt giống như bột năng mà quấy giống như là súp cua. Súp cua hả? Kiểu như súp cua nó sạt sạt thế. Không có bằng dừa chan ăn. Rồi bắt đầu xong rồi các bạn, xong cái trái dừa 120 các bạn. Bây giờ trái dừa 200. Tới trái dừa này 200 nè các bạn, thử coi như thế nào cho cô đọc cái. Sáp là dưới tặng này thôi. Đây. Đó. Nghệ nhân dừa nè. Đó. Dừa này là không có nước rồi. Không có nước hả? Không, nó già là nó bít nước. Có cô. Nghĩ là có nhưng ít thôi. Ôi trời. Ê kìa. Nó chảy xuống rồi các bạn. Ôi. Ê sáp kìa. Sáp nữa các bạn. Ôi là trời thiệt luôn á. Trời ơi. Nó đặc hơn. Nó sệt hơn, đây coi ở trong không. Ê. Ui. Cũng vừa chứ không quá là đặc sệt luôn hả cô ha. Ừ. Con nghĩ là đặc sệt trong chứ. Con cũng tưởng là nó nguyên lại chứ. Anh cũng tưởng là nó nguyên lại luôn. Vô này ngon hơn con ơi. Thế sáp là... mềm hơn. Sáp mềm hơn. Đây các bạn, đúng chất kìa. Cái này là cái sáp nè, chứ không phải là cái nước. Cái kìm kìm thành một cục thạch luôn. Chưa. Đúng rồi. Dưới là cái này là mình ăn nè. Ê, cô ăn cái này còn quay cô nè, đó. Hay dưới cái này đem làm miếng nè. Đó, còn miếng này. Sáp nè. Từ từ ra Hoàng Anh. Nè. Đó. Thấy sáp vừa chưa? Cô ăn đi, cô ăn miếng đi. Hay, nhỏ ăn khoai ăn môn. Mình này thanh niên đang ăn. Nhạc hả? Cái này ăn topping nổi gì chứ ăn không này. Có sữa mà chút kinh trùng. Đúng rồi. Này các bạn, mời các bạn miếng nha các bạn. Cô ăn đi cô. Đang. Chị ăn một mình. Đang ha. Thì ăn một mì được. Bắt quay chân cái bác. Ê có muỗi. Trời ơi máu. Vô đi mũi lắm. Các bạn mời một miếng dừa sáp được không? Thấy không bác? Thấy không? Cùng xuống. Đó. Đây. Tiến hành ăn thử một miếng nha. Chín có cho mẹ ăn mà. Ừ. Nói chung là nạo rồi sẵn rồi mẹ ăn. Ngon ha. Nó mềm, nó đặc biệt lắm. Ừ. Nhưng mà để mà ăn không á các bạn. Thì ăn tí xíu thôi ngán rồi. Ngán rồi. Nên này phải có sữa, đậu phộng gì để cho nó đúng rồi. Có nhiều cái hương vị các bạn. Chứ tự nhiên mà ăn như vậy hoài thì nó rất là đơn điệu. Đúng rồi. Các bạn, cái nước dừa này là trái này 200 đặc sản Cầu Kè Trà Vinh hả? Cầu Kè Trà Vinh các bạn. Quang Anh, tiến hành Quang Anh. Bác nói đi bác. Để mời ra làm cục dịch. Hai thanh niên nè các bạn. Dừa sáp.
cau kè trà dinh thơm ngon, mời bạn ăn nha. Giờ tôi ăn liền. Chưa xong mày. Thành đi uống cái đi. Cái này nó đặc hơn cái 120. Đúng rồi. Đặc của nó già không mà. Nó ngọt không? Không. Nó cũng vị vị kiểu này vị nhưng mà kiểu nó đặc đó hơn. Mà nó đặc hơn. Dạ. 200 chất lượng thật sự. Sao? Im không? Chưa uống mà. Ồ gì hả? Sorry em. Xịt như kiểu keo vậy. Ừ đúng rồi. Cái vị nó cũng bùi bùi. Có chút đó béo béo thơm thơm. Ừ. Tuyệt vời. Nếu các bạn chưa biết hãy nên thử cho biết. Đúng rồi đúng rồi. Tuyệt vời. Rồi đúng rồi. Để xuống các bạn. Còn cho mọi người uống xong bây giờ mình uống thử một miếng các bạn à. Cái mùi dứa. Biết dứa không? Có. Dứa khóm rồi hả? Dứa khóm là khác. Dứa là cái mùi thôi. Cái lá dứa. Không biết rồi. Chiều mai. Đấy như lá dứa trong tôi lạnh. Dứa để làm bánh đúng không? Nó sệt 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 sệt. Cảm giác như là mình khó diễn tả lắm mà. Như là cháo vậy. Nó là rất là thơm. Các bạn nên thử một lần trong đời các bạn ạ. Tuyệt vời. Cái mùi thôi, ý nó là cái bà, bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha với sữa hay các bạn với đá các bạn. Coi nó cái cảm giác nó như thế nào. Có hộp sữa chưa? Dừa tan ăn vẫn là số 1 các bạn ạ. Xé đi. Bây giờ khui cái hộp sữa các bạn ạ. Cắn. Anh nhớ cái vụ mà cắn hộp sữa văng vô mặt đứa bé đó rồi. Nên anh chia sẻ clip đó. Để bé sợ quá với cái ly luôn. Bây giờ pha sữa vô cái miếng này thử các bạn. Nạo ra hả? Nạo ra chứ. Nạo ra. Wow wow wow. Miếng 120. 200 chứ? 120. Đây nè. À vậy mình làm miếng 200 đi. Làm hai miếng đi, mình review. Miếng này thấy đặc trưng hơn nè, đó. Cái miếng này 120, miếng này 200. Dạ. Nè, con cảm ơn cô cắt nữa. Bây giờ cắt hộp sữa các bạn. Cái 120 á làm như là nó lai vừa kia, nó không có xốp hùng. Dạ. Cái này 120 á nó lai. Kiểu như nó còn non. Con này nó già hơn. Không, nó còn non, nó lẽ nó mềm hơn mà làm như nó lai. Chế sữa vô. Ủa cái này ngon. Chưa mẹ để con ấy hết chứ mẹ con. Có sữa này có bộ ngon lắm luôn á. Nó là nó gặt ghi á nó mới mềm vậy, còn cái này nó lai. Lai nó cứng tay phải không? Wow wow. Vừa thôi em, đừng có tiếc quá em cạo nào. Không, nó đâu có ấy đâu. Không có cái mạng kia hả? Ừ. Wow. Tới đó là tóc quen rồi. Có sữa các bạn. Tới cái nó tóc quen. Tái tập sợ luôn. Có sữa. Cái này ăn khơi khơi thì con ăn được, nhưng mà ai thách thì con ăn được. Cho tiền đó không? Vừa mua cho tao ăn, cho tiền tao ăn rồi. Không thế chứ lì. Không thế. Không bác. Về ăn được nhưng mà không ăn thôi nhỉ. Quê anh cũng đầy hẳn vậy. Khơi khơi thì không ăn. Bê tao cũng đầy hằng như thế mà nó giận. Nó ngoài ruộng thôi. Có nhiều quá ăn không ngon. Chân mình đó. Đâu ai chơi nó đâu đúng không? Ủa cắt hả? Ê cái này có đậu phộng gắt vô là nó giòn giòn thơm thơm á. Ừ. Bắt vào là chạy bơ nữa. Vừa mất 200 mà vừa mất sữa vừa mất bơ. Nó bơ mà là viên. Nó sệt rồi. À hiểu rồi, đây nè bắt à, nếu mà nhị ngán lắm. Đây nè các bạn. Con ơi đừng dặm dặm vô. Ăn nổi không? Gì nè, gì nó mới đã nè. Ôi xuống ăn nổi không? Thôi đi. Rồi ha. Thôi. Rồi. Thanh niên đập đá đi. Đừng có bắt em nha anh chị. Sao họ đập với nhờ. Thanh niên đang đập đá rồi. Thêm chút sữa nữa mẹ nó mới ngọt ngọt luôn. Rồi. Đây thanh niên này đang pha sữa. Ê. Thấy là hấp dẫn lắm rồi đó. Giỡn sao bẩn dữ thế anh chị. Nhiều quá rồi. Vô ly luôn hả con? Vô ly luôn. Nhiều sữa chua nha. Sữa chua đánh đá. Xíu. Ôi 200 tới giờ. Được rồi, đừng múc mà để đập đá vô đây luôn mẹ. Được rồi đó con, và ăn cái này đi, ăn trong cái này đi cho nó đẹp. Thêm không? Thêm mấy nữa không? Thêm sữa nữa không? Chứ ăn thử đi cô, ăn thử rồi hả pha. Bắt múc miếng này vô luôn mày bắt. Cho tí dừa nước vào nữa. Sao? Đưa tôi nạo cho. Cho bắt nó nạo luôn đi cô, đi con quay luôn nào.
Chọn cho một con nào luôn đi. Được không? Đây con nghe con. Cảm ơn bên này. Rồi, nào bỏ vô. Đó. Thanh niên nhà tôi ngạo nhiệt tình luôn. Ha, được rồi bác. Và anh em mình ăn đi. Cô ăn không? Anh em quay trước đi. Thì có nước đá đi rồi em ơi. Có một tiếng đá vô. Từ đá này được chưa nhỉ? Bắt nha. Được rồi, được rồi. Chỉ cần lạnh lạnh thôi. Đưa đi, mở ra. Cái ông này sống gọi quá. Tao phải làm cho đều lên ăn mới ngon chứ. Cái nào? Ít thôi cô. Ít thôi nhé, không nhiều. Cục hơi to này. Chà bá luôn. Chà bá luôn thiệt á. To dữ thế này. Bỏ cục to lấy cục nhện, bỏ đá nhện vô. Ừ, đây nè. Rồi cô để cái muỗng nó luôn đi con. Tây Nguyên. Em trước. Rồi cho thanh niên ăn review đi các bạn. Trong đây là hiện tại đã có sữa, có đá. Với nếu mà sạch quá để tí nước cho nha. Ừ. Này, cái lúc mà chảy nước xuống vậy nè, đó. Được chưa? Ừ, được. Được rồi đúng không? Vừa không mất tiền vừa ngon. Em ăn nguyên một muỗng bự luôn không bác? Hết một muỗng luôn ngay. Ừ. Tém vô. Để vô. Cho nó đã. Ôi. Quá dữ ơi. Xíu lại đảo con. Đảo luôn nè. Đỡ thiệt á. Mơ. Ông người Nhật đi. Ông khen ngon quá các bạn à. Ăn lắm. Ừ. Cái vị béo của dừa sáp á. Ừ. Dừa sáp cầu kè bạn. Ừ. Và sữa thơm. Ừ. Của vị sữa có một chút ngọt ngọt nhẹ của sữa nữa. Ừ. Hòa vịn vào nhau. Ừ. Thì một miếng cái nước của dừa sáp nữa. À. Sành sạt nữa. Trời ơi. Ơi. Ngon vô cùng. Ờ ok. Làm muốn nó đi. Nước cái nát quá. Mời các bạn. Đó. Trời ơi, thiệt tình á. Nhức cái nách. Nhức cái nách. Bây giờ hai cô cháu mình ăn thử các bạn. Còn trước đi con. Chưa, để làm cho đều lên mới ngon. Ăn nha quý vị. Dừa sáp ngon lắm quý vị ơi. Ăn cho biết. Dừa sáp. Dừa sáp thì trà Vinh. Bùi. Thấy mình nghe anh em review cảm thấy ngán quá các bạn à. Nó bùi lắm anh. Bùi nó béo. Hỏi các bạn một muỗng to các bạn. Ngon quá. Con anh. Dạ. Ngon lắm con. Con anh. Tại đây cô đút cho miếng. Ngon lắm con. Đâu. Xui vậy ta. Nó nhỏ rồi đáng quay. Nó bọc à. Mà nó dẻo. Nó dẻo đúng rồi. Cái này chắc làm cơm 3 muỗng là ngán. Ngán thiệt các bạn. Ừ, béo bèo. Wow, ăn dừa béo. Ăn dừa ngoài vườn dừa. Đúng. Cảm giác dừa quá tuyệt vời. Dừa hả? Còn quá tuyệt vời hả? Cái này nó cũng dễ. Ví dụ như người nào uống ngọt thì muỗng nữa các bạn à. Muốn dùng cái bùi. Ừ. Bột cũng như là muốn tưởng như mình ăn không, cái này ăn giống như ăn của mì bột. Ừ, bột. Ăn của mì bột. Cái này thật sự ăn thử là để cho biết thôi con. Ừ. Cái này để mà ăn sáng ăn, chưa ăn, chiều ăn là rồi không luôn. Không ăn nổi các bạn ơi. Ăn thử cho biết thôi chứ ăn hoài cũng mệt. Ngán tiền. 200.000 một trái rồi. Kiểu 200.000 một trái rồi. Ăn thử cho biết. Nói chung ngon các bạn chứ không, tại vì ở đây đó là tới hai trái với thêm rất nhiều dừa nữa các bạn. Nãy giờ ăn nhiều nên ngán. Có dừa nước nè. Nè, dừa nước nè. Dừa nước này nấu chè ngon lắm. Bây giờ chốt lại cây bắp.
Là thật sự bây giờ nếu mà nếu các bạn chưa ăn các bạn nên mua một trái mà nó ở ở gần cái khu vực là cầu kè Trà Vinh các bạn, thì nó mới có một trái dừa chất lượng tốt. Còn lần trước á mình có mua một trái dừa bên Nhật thì nó đã thời gian lâu quá nó không ngon nữa các bạn. Mỗi cá thì không phải kiểm tra xem mình đứa này hư quá. Nó ăn một lần nó cái vị rất là đặc biệt. Nhìn thì nó ngon, với nhiều quá thì ngán, nhưng mà các bạn nên ăn thử một lần các bạn. Các bạn nhé. Mà nó một rượu luôn á thì nó đây này các bạn, cái nãy giờ anh em làm hai trái dừa sáp. Một quầy dừa nước nè các bạn. Thì ăn bất cứ món gì cũng vậy các bạn, ăn vừa giống như nhiều người ăn một trái thì sẽ ngon, còn trong đây có ba anh em mình thôi mà ăn tới hai trái dừa sáp và đổ rất nhiều sữa nữa, cộng thêm á là nó có dừa lá dừa nước các bạn, thì nó có phần hơi ngán, nhưng mà bạn nào chưa ăn thử nên ăn thử mà cái hương vị nó tuyệt vời lạ lắm. Và kết thúc video ở đây, mình cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giùm mình, chia sẻ video giùm mình nha các bạn. Bye bye. Like và subscribe. Mấy thanh niên đập mũi nè, ở ngoài cái vườn dừa mũi dữ lắm luôn. Đó, hậu trường là vậy các bạn. Thanh niên này pha thêm sữa. Thích ăn béo. Còn cô bắt đầu bỏ cuộc chơi, cô chuẩn bị đi vô nhà các bạn. Bây giờ là lúc kết nè các bạn, rất là chân thật luôn ạ. Em nói như vậy là em chân thật nha. Thật sự mà nói với các bạn á là nó như vậy. Sao? Các bạn á nếu các bạn không biết á thì nên mua ăn thử cho biết. Ok. Còn nếu bạn không muốn không cần biết á thì cũng đừng nên mua. Tốn tiền lắm các bạn. Thật ra nó rất là dở các bạn ạ. Thật sự là vậy. Các bạn hiểu không? Hiểu. Ăn xong là không muốn ăn lần nữa. Ok. Đâu, thằng Bắc nó nãy giờ thằng Bắc nó nói gì là em cũng có cùng suy nghĩ đúng không? Ai cùng quan điểm giơ tay. Chứ mà mua cái dừa này ăn thì uổng tiền. Uổng tiền thì lại đi nhặt dừa tràn ăn ngon hơn. Mất tiền mà nước lại ngọt đấy chứ. Hai đứa đừng có đi qua bên Trà Vinh nhiều nha. Mà thật sự các bạn hai đứa nó nói đúng đó. Đây các bạn, mình có lấy thêm một cái trái này, dừa là gì, là dừa gì này, này là dừa gì, gì bắt dừa éo các bạn. Quay mặt anh nè, quay mặt không phải kia rồi gì được đó. Tắt rồi các bạn, ê khui nắp mà các bạn đó. Ok. Các bạn lúc đầu á mình suy nghĩ trái dừa sáp là nó sẽ có cái phần sáp giống như cái phần dừa này, phần cơm dừa của trái dừa bình thường các bạn. Nó ngọt như vậy nhưng mà khác các bạn ạ. Tí xíu mình sẽ cho các bạn xem, mình sẽ chắc cái phần nước, uống hết cái phần nước trong trái này và mình sẽ cạo. Uống nha, mời các bạn một miếng nha. Bên Nhật có thằng Bắc ăn. Đó. Tầm của anh đi thằng Bắc chưa? Tắt cái đó. Chị làm gì bên đó cô? Chị đi trước. Thế mà không học được tiếng Nhật. Dở quá. Tại tao không học thôi chứ mày. Đang quay video nha. Hai thằng mày lề hoài á. Nè các bạn. Đây nè các bạn. Cái này là phần cơm dừa đúng không em? Đúng rồi. Cơm dừa. Đó. Thì lúc đầu á các bạn, quen rồi. Thì lúc đầu á các bạn, mình nghĩ là trái dừa sáp nó giống như cái phần cơm dừa như vậy nè. Nó ngọt như thế này luôn các bạn. Nó ngọt như vậy và nó ngon như vậy. Nhưng mà thật sự là cái dừa sáp nó không biết là có loại khác ngon hay không nữa hay không. Nhưng mà mình mua hai trái đó bạn. Các bạn thấy là một trái 120 với một trái là 200 á. Là hai trái là nó nhạt. Nó rất là thơm, có hương vị đặc biệt nhưng nó nhạt các bạn. Bây giờ mình có ăn thêm một trái dừa này là dừa gì bắt? Nè dừa éo. Dừa éo các bạn. Thì mình sẽ cạo cái phần cơm dừa ra nè các bạn. Để tí xíu nước vô các bạn. Bây giờ mình ăn cái này thử nha các bạn. Ngon. Rất là ngon luôn. Đây là chia sẻ rất chân thật các bạn. Thì nếu mà chưa ăn thì ăn thử cái dừa sáp. Còn nói về độ ngon á, trong cái video này đối với mình á,
là ăn cái phần cơm dừa này đổ một tí nước dừa vô á là nó sẽ ngon và dễ ăn hơn trái dừa sáp. Chào tạm biệt các bạn.